Sử dụng xe máy mang theo hung khí, vô cớ đánh đập cướp xe máy của người đi đường, đem bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm 13 đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Giang, Nam Sách, thành phố Hải Phòng vừa bị công an huyện Gia Lộc phối hợp với công an thành phố Hải Dương bắt giữ. Điều đáng lưu tâm, các đối tượng đều có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 15 đến 20 nhưng có hành vi liều lĩnh. Tối ngày 11 tháng 2, Hoàng Văn Hiền, Lê Anh Tuấn cùng sinh năm 2005, cùng một số đối tượng chủ mưu trong nhóm đã rủ rê lôi kéo được hơn chục đối tượng đi xe máy mang theo hung khí nguy hiểm như kiếm, dao găm, tuyếp sắt, gậy rút về thị trấn Gia Lộc. Khi đến cây xăng Tân Bình thuộc thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, phát hiện hai thanh niên đi xe máy, cả nhóm đã đuổi theo và sử dụng hung khí mang theo đánh đập, làm trọng thương hai thanh niên này. Một trong hai thanh niên bị đuổi đánh đã phải quỳ xuống xin tha, nhóm của Hiền mới buông tha không đánh tiếp. Sau đó nhóm của Hiền đã lấy phương tiện của nạn nhân rồi đem bán cho đối tượng ở thành phố Hải Dương với giá 5,5 triệu đồng. Đến chỗ cây xăng Bình Tân thuộc huyện Gia Lộc thì gặp hai thanh niên. Thì bọn cháu quay lại đuổi đến công ty Havila. Thì bọn cháu chặn được, cháu có dùng dao, cháu chém một phát vào người ngồi sau nhưng không trúng. Lúc ấy Tú chặn đầu xe hai thanh niên, Tú vụt 5 phát vào lưng và gồm mấy người khác đánh nữa, cháu cũng không rõ. Lúc ấy có bạn Trọng, bạn ấy hô lên là lấy xe, thì cháu mới lại nhảy xuống, cháu dựng xe lên, thấy ổ khóa vẫn cắm thì cháu lấy xe cháu đi. Lúc đầu em xem qua thì em giả cái trị giá cái xe đấy là 7 triệu rưỡi, nhưng lúc sau em xem lại cái xe đấy là đời thấp quá. Nên là em chỉ giá được 5 triệu rưỡi. Cái xe đấy thì em không biết là nguồn gốc là bọn Tuấn, nhóm của Tuấn này lấy ở đâu ra. Sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Công an thành phố Hải Dương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ, đồng thời bắt giữ triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trong các nhóm đối tượng này, về cái tuổi đời, thì có những đối tượng mới đang trong ngồi trên ghế nhà trường, tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng đã có những cái thực hiện cái hành vi phạm tội hết sức manh động và thực hiện đến cùng với cái sự tập trung cao độ. Thì đến nay lực lượng công an huyện Gia Lộc cũng đã tiến hành củng cố hồ sơ điều tra làm rõ đối với các hành vi của 13 đối tượng, trong đó có hành vi cướp tài sản. Đối tượng ở Quyết Thắng, thành phố Hải Dương thì đã làm rõ đối tượng có hành vi là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội có. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào tính chất vụ việc, vai trò của các đối tượng trong vụ án ngày 22 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội cướp tài sản, nhưng do tại thời điểm gây án đều dưới 16 tuổi, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc cho áp dụng biện pháp bảo lĩnh. Với các đối tượng còn lại, Công an huyện Gia Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.